Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục sụp sôi với hàng loạt diễn biến nóng mới. Máy bay không người lái đồng loạt tấn công các nhà kho, sân bay, bể chứa nhiên liệu ở tỉnh Rostov của Nga. Ukraine chặn đứng tuyến tiếp tế của Nga gần Úc Leda Nga tuyên bố phá hủy hai lá chắn thép Patriot của Ukraine ở Odessa. Ukraine trước đòn địa ngục xuống quân Nga ở trả lửa Pokrovsky, thiết giáp bộ binh nằm la liệt. Dân Nga lũ lượt tham gia lực lượng du kích Ukraine chiến đấu chống lại Putin ngay trong lãnh thổ Nga, điện Kremlin như ngồi trên lửa. Ngày càng có nhiều người dân Ukraine ủng hộ đàm phán với Nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Máy bay không người lái, đồng loạt tấn công các nhà kho, sân bay, bể chứa nhiên liệu ở tỉnh Rostov của Nga. Vâng kính thưa quý vị, theo thông đốc các khu vực tương ứng và các kênh tin tức Telegram địa phương, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm ngày 3 tháng 8 đã gây thiệt hại cho các mục tiêu ở tỉnh Rostov và Orion của Nga. Người dân ở Rostov Oblast báo cáo nghe thấy tiếng nổ Rostov on Don, Baita và Morozov người dân địa phương cũng báo cáo có hỏa hoạn tại sân bay quân sự morozov các thùng nhiên liệu được báo cáo đã bốc cháy ở quận kamensky của khu vực Thống đốc tỉnh Rostov Vasily Kolubev cho biết, hậu quả của một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn là một cơ sở lưu trữ ở quận Kamensky và Morozovsky đã bị hư hại. Các dịch vụ khẩn cấp đang dập tắt đám cháy. Thông tin về các nạn nhân đang được làm rõ. Tại Orion Oblast, lực lượng Nga được cho là đã chặn được cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thông qua chiến tranh điện tử. Thống đốc Andrei Klitschkov cho biết, Hai máy bay không người lái đã tấn công một tòa nhà dân cư ở quận Bolkovsky của khu vực. Lực lượng Ukraine đã nhắm vào sân bay Morozov bằng ít nhất 70 máy bay không người lái trong một cuộc tấn công hàng loạt vào ngày 13 tháng 6. Một cuộc tấn công trước đó vào căn cứ không quân vào tháng 4 đã phá hủy khoảng 6 máy bay quân sự. Sân bay này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 180 km. Ukraine chặn đứng tuyến tiếp tế của Nga gần Ukleda. Thưa quý vị, theo kênh Dredovka, lực lượng Ukraine gần Ukleda đã tiếp cận tuyến đường tiếp tế của Nga ở khu vực này. Quân đội Ukraine theo hướng Do, Donetsk đã tiến tới Konstantinovka ở phía đông bắc Vodianoi. Họ đã cắt một trong hai tuyến đường mà lực lượng Nga được tiếp tế ở Ukleda và khu vực xung quanh. Gánh nặng tiếp tế chính hiện nay đặt trên vai của con đường còn lại, ngôi làng này là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Nga, qua đó họ tiếp tế cho lực lượng của mình ở Ukleda, mục tiêu tiếp theo của lực lượng Ukraine sẽ là Vodianoi và Mỏ Yus no Don Maskaya, số 3 liền kề. Nếu ngôi làng này được kiểm soát và quân đội Nga chiếm các tòa nhà kỹ thuật ở phía sau, một con đường thẳng đến Boko Yablenka sẽ được mở ra, khiến lực lượng Nga ở gần Ukleda không có nguồn cung cấp thường xuyên. Hơn nữa, mùa thu và băng tan sắp đến gần, Nga sẽ không thể vận chuyển vật tư qua các cánh đồng được nữa. Nga tuyên bố phá hủy hai lá chắn thép Patriot của Ukraine ở Odessa. Thưa quý vị, vào hôm 2 tháng 8, hãng thông tấn ia novosti đưa tin lực lượng moscow đã phá hủy hai hệ thống phòng không patriot của ukraine ở khu vực odessa thuộc miền nam ukraine lực lượng kháng chiến odessa báo cáo rằng hai hệ thống phòng không patriot đã bị phá hủy vụ nổ đã được xác nhận xảy ra ở làng kotovsky nơi có một đơn vị quân đội ukraine đóng quân ông sergei lebedev điều phối viên lực lượng ngầm nikolaev thuộc quân đội nga chia sẻ với ia novosti patriot một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của washington được mệnh danh là lá chắn thép nhờ khả năng chống lại tên lửa đạn đạo tên lửa hành trình và máy bay Kiev đã dựa vào các hệ thống phòng thủ này để chống lại các đợt tấn công của Nga kể từ khi giao tranh nổ ra. Vào tháng 6, Mỹ thông báo sẽ dừng lại các đơn đặt hàng cho các quốc gia khác để ưu tiên giao hàng cho Ukraine. Quyết định này của Tòa Bạch Ốc tạo điều kiện cho Ukraine duy trì kho dự trữ của mình và thời điểm quan trọng trong cuộc chiến. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng rằng các hệ thống này bảo vệ

trong một diễn biến khác, cũng trong hôm 2 tháng 8, Ukraine được cho là đã phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga trong một cuộc tấn công vào Crimea bằng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ở ms do Mỹ sản xuất. Kênh Telegram Crimean Wind đưa tin Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự, bao gồm một trong những hệ thống phòng không S-400 Triumph quý giá của Nga. Kênh này cho biết, chúng tôi đang chờ hình ảnh vệ tinh cho thấy kết quả của cuộc tấn công. Ông Mikhail Rasvozaev, thống đốc thành phố Sevastopol cho biết, các mảnh vỡ từ tên lửa Atak-MS đã rơi trúng một tòa nhà chính tầng, làm thủng mái nhà nhưng không gây thương vong. Theo các nguồn tin chiến trường, lực lượng Kiev thường xuyên sử dụng Atak-MS để tấn công bán đảo Crimea với mục tiêu thường bao gồm các sân bay quân sự. Ukraine từng nhiều lần khẳng định quyết tâm sẽ giành lại Crimea. Ukraine chấp đoàn địa ngục xuống của Nga ở trả lửa Poprovsky, thiết giáp bộ binh nằm la liệt. Thưa quý vị, trên mặt trận Poprovsky ở Ukraine, một giai đoạn giao tranh tích cực vẫn tiếp tục diễn ra và nó đã diễn ra được hơn 3 tháng. Sau khi Sekotky, một sĩ quan của lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa số 59 riêng bị được đặt theo tên Ikov Handizuk, nói với Expresso tình hình ở hướng pokrovsky thực sự khó khăn và căng thẳng kẻ thù liên tục tấn công cố gắng tiến lên nhưng chúng đều bị hạ gục chỉ huy ukraine theo ông, người Nga đang chịu tổn thất rất lớn, quân chiếm đóng đang phải trả giá cho mỗi bước đi, mất đi một số lượng lớn binh lính và trang thiết bị. Người Nga đang sử dụng tất cả những gì họ có. Hôm qua họ xông vào bằng xe máy, hôm nay có nỗ lực xông vào khu vực Krasnohorivka trên ba chiếc BMP, toàn bộ chúng đã bị phá hủy. Theo người đồng sáng lập và nhà phân tích của dự án Deep State, Ruslan Mikula, tình hình ở mặt trận Pokrovsky hiện là khó khăn nhất. Nhất vì Ukraine đang mất lãnh thổ vào tay người nga ngày càng chuyển giao nhiều lãnh thổ mới hơn lực lượng tới khu vực này bây giờ các lữ đoàn mới của liên bang nga đang được chuyển đến hướng Pokrovsky ví dụ một trong những lữ đoàn địch trước đây được ghi nhận là bị đánh bại ở quận Krynyts đã được phục hồi ở quận Sankoya và hiện thuộc quận Berdychev phía tây Andriyivka Dân Nga lũ lượt tham gia lực lượng du kích Ukraine chiến đấu chống lại Putin ngay trong lãnh thổ Nga, điện Kremlin như ngồi trên lửa. Theo quý vị, các lực lượng du kích Ukraine đang chiến đấu với Putin ngay trên lãnh thổ của chiến ông ấy. The Times đưa tin một mạng lưới phá hoại ngầm đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga ở Crimea và xa hơn nữa. Du kích Ukraine hoạt động ở khắp mọi nơi, chàng trai người nga bồn trùng, hồi hợp trước buổi hẹn hò anh không lo lắng cho cô gái cô chỉ là vỏ bọc cho nhiệm vụ của anh anh tự hỏi mình sẽ bị tra tấn đến mức nào nếu bị bắt anh ta được giao nhiệm vụ phá hoại dự án cá nhân của nhà độc tài vladimir putin xây dựng tuyến đường sắt mới xuyên qua lãnh thổ bị chiếm đóng ở miền nam ukraine để nối crimea với nga nếu hoàn thành tuyến đường sắt sẽ cho phép điện kremlin nhanh chóng chuyển quân và thiết bị hạng nặng tới crimea bằng đường bộ giảm sự phụ thuộc vào cầu ketch dễ bị tổn thương các lực lượng vũ trang ukraine đã bắt đầu cô lập bán đảo tấn công cây cầu này hai lần phá hủy cả ba chuyến phà đường sắt, phá hủy hàm đội biển đen và tấn công các căn cứ không quân Crimea. Việc xây dựng tuyến đường sắt của Putin mà ông đã lớn tiếng tuyên bố vào tháng 3 có thể cản trở kế hoạch của Kiev nhằm biến bán đảo này thành nơi không thể sử dụng được. Đối với người Nga, các đoạn đường ray mới đang được xây dựng để kết nối các tuyến đường sắt hiện có với Melitopol và Berdian. Khi hoàn thành… Tuyến đường sắt sẽ kéo dài hơn 500 km từ thành phố Sakti ở vùng Rostov của Nga đến Shankoi ở Crimea với hàng trăm km đường nối. Các du kích Ukraine nói rằng họ sẽ không cho phép điều này xảy ra. Cách đây vài tháng, những người trẻ tuổi đã trở thành một phần của lực lượng Atash, một phong trào kháng chiến ngầm chống lại Putin trên lãnh thổ bị chiếm đóng, trong lãnh thổ Nga và ở nước ngoài các thành viên của atas được thúc đẩy một phần bởi lòng căm thù điện kremlin một phần bởi những lời đề nghị tiền thưởng bằng những người phụ trách từ ukraine một người nga theo lực lượng du kích ukraine nói những kẻ cặn bã này đã giết chết các bạn cùng lớp và bạn bè của tôi ở quận của tôi tất cả những người trở về sau chiến tranh đều bị tàn tật hoặc nghiện rượu là sợ rằng mình cũng sẽ sớm bị đưa ra mạo trận, người đàn ông này quyết định trả thù trước bằng cách đốt phá các hộp tiếp sức quan trọng dọc theo những đoạn đường sắt đã hoàn thiện ở Rostov anh nói họ gửi cho tôi hướng dẫn cách tạo hỗn hợp dễ cháy họ gửi cho tôi một điểm trên bản đồ ở ô nào và ở đường say nào tất nhiên là tôi rất sợ cả chúng tôi đều sợ bị fsb bắt giữ người chiến sĩ kháng chiến đã lên kế hoạch đi bộ cùng bạn gái của mình đến một địa điểm gần mục tiêu dự định sẽ thực hiện chiến dịch trên đường trở về nếu bị bắt anh nghĩ anh sẽ nói rằng anh đang đưa một cô gái đi chơi trong cuộc gặp anh đã khám phá khu vực nhưng cô gái không biết gì cả. Trên đường trở về anh ta cũng đi theo lộ trình tương tự. Nhưng tưởng bị theo dõi nên nhảy lên tàu khách rồi bỏ đi. Vài ngày sau anh ấy thử lại, nhưng lại thất bại. Tinh thần của anh ấy suy sụp. Chỉ đến lần thứ tư, người Nga phản chiến mới thành công. Anh nhớ lại, tôi đi trên chiếc hộp đó, chắc chắn rằng không có ai ở đó 20 lần. Tôi cố gắng làm thật nhanh, nhưng tôi đã kiểm tra 20 lần. Tôi tiến lại gần chiếc hộp, tôi đổ chất lỏng này vào trong, sau đó tôi ném một que diêm. Nó đang cháy. Sự phấn khích của tôi tan vọt. Các thanh niên nga gia nhập đội quân phá hoại chiến đấu chống lại Tổng thống Putin trên lãnh thổ của mình. Một số người trong số họ là người nga, một số người là người Ukraine, nhiều người là người Tatars ở Crimea hoặc hậu duệ của những người bị Đế quốc Liên Xô phân tán do cuộc thanh lọc sắc tộc ở Crimea vào năm 1944. Một trong những điều phối viên của nhóm cho biết Ates mạnh nhất ở Crimea nhưng kéo dài đến tận Cheka. T-Rinberg, cách biên giới Ukraine 1.000 km. Điều phối viên này đã tham gia vào một số cuộc đột kích táo bạo nhất của nhóm, bao gồm cả việc cho nổ tung trụ sở của đảng nước Nga thống nhất ở Novaya Kharkovka vào mùa hè năm ngoái và giết chết bí thư địa phương của đảng trước cuộc bầu cử giả ở các khu vực bị chiếm đóng của bốn khu vực Ukraine mà Tổng thống Putin tuyên bố chủ quyền. Một điều phối viên của nhóm ATAS cho biết, cách đặc vụ của chúng tôi tuần tra các nhà ga đường sắt, chẳng hạn như các trung tâm lớn ở Mariupol, ở Sankoi, người Nga bảo vệ biên giới với sự trợ giúp của các xe bọc thép, BMP ở những nơi có công trình xây dựng đang hoạt động và gần các nút giao thông đường sắt. Nhóm đã đốt cháy một loạt hộp tiếp sức, thường là những mục tiêu mềm nhất, nhưng năm ngoái cũng đã cho nổ tung các đoạn đường sắt ở Rostov và Kherson tại về Karinberg, quân du kích đã phá hủy tuyến đường sắt dùng để vận chuyển đạn pháo của Triều Tiên. Theo họ, thì các đặc vụ cũng có thể điều chỉnh các cuộc không kích của Ukraine và các mục tiêu có giá trị. của tấn công ở ms ngày 26 tháng 7 vào căn cứ không quân Saka dựa trên thông tin do họ cung cấp, tên lửa đã phá hủy kho đạn, trạm Sada và hệ thống phòng không S-400. Họ thường đăng video sau vụ tấn công, tình báo quân sự Ukraine xác nhận, hợp tác với Atash, các hoạt động của nhóm đã dẫn đến việc họ bị cơ quan FSB của Nga săn lùng không thương tiếc. Tổ chức này đã từng xới tung toàn bộ ngôi làng ở Crimea để tìm kiếm các du kích của Ukraine. Ngày càng có nhiều người dân Ukraine ủng hộ đàm phán với Nga. Thưa quý vị, kết quả khảo sát mới nhất của Viện Xã hội Học Quốc tế Kiev gọi tắt là KIIS công bố ngày 2 tháng 8 cho biết, gần 60% người dân Ukraine cho rằng chính phủ nước này cần bắt đầu đàm phán với Nga để tìm kiếm hòa bình. Kết quả này cho thấy sự gia tăng nhẹ số người ủng hộ đối thoại với Nga khi hồi tháng 5 năm 2022, con số này là 59%. Bên cạnh đó, theo The Kiev Independent, người dân Ukraine cũng tỏ ra không hài lòng với hoạt động của quốc hội và chính phủ nước này trong năm qua, Kết quả khảo sát của KIIS cho thấy 33% người được hỏi đánh giá hoạt động của Verkhovna Rada, Quốc hội Ukraine là rất tệ, 31% đánh giá là rất tệ. Trước đó, tờ New York Times cũng ghi nhận sự thay đổi trong tâm lý người dân Ukraine về việc đàm phán với Nga. Theo bài báo ngày 31 tháng 7, dẫn nguồn từ báo The Calo Nedeli kết quả khảo sát của trung tâm Razumkov cho thấy 44% người dân Ukraine ủng hộ đối thoại với Moscow. Cùng ngày, cơ quan điều phối việc đối xử với tù binh của Ukraine đã thông báo về vụ trao đổi thi thể các quân nhân thiệt mạng diễn ra hôm 1 tháng 8. Theo cơ quan này, 250 thi thể quân nhân thiệt mạng đã được chuyển cho Ukraine và 38 thi thể quân nhân Nga cũng được chuyển về phía Nga. Và thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!